Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 21 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Thưa quý vị và các bạn, Ban tổ chức cuộc thi sáng tác âm nhạc tỉnh Hòa Bình năm 2022 vừa ban hành thông báo thể lệ cuộc thi sáng tác âm nhạc tỉnh Hòa Bình năm 2022. Đối tượng tham gia gồm các nhạc sĩ chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh, các tác giả đang làm việc sinh sống trong nước và ở nước ngoài, yêu thích sáng tác âm nhạc và am hiểu truyền thống văn hóa các dân tộc Hòa Bình đều có quyền gửi tác phẩm tham gia. Chủ đề sáng tác các tác phẩm âm nhạc về Hòa Bình, nội dung tác phẩm dự thi là các ca khúc ca ngợi truyền thống lịch sử văn hóa của nhân dân các dân tộc Hòa Bình, ca ngợi những thành tựu đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hòa Bình trong thời gian qua, ca ngợi về tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương gắn với quảng bá giới thiệu về con người, cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa các dân tộc Hòa Bình, khuyến khích các ca khúc khai thác sử dụng làn điệu dân ca truyền thống của các dân tộc tỉnh Hòa Bình. Thể loại dự thi ca khúc không giới hạn số lượng tác phẩm tham gia, thời gian nhận tác phẩm từ khi phát động đến hết ngày 10 tháng 12 năm 2022, căn cứ theo dấu bưu điện. Thời gian tổng kết trao thưởng vào cuối tháng 12 năm 2022. Bản tin thời sự xin được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. 9 tháng năm 2022, tỉnh Hòa Bình đón trên 2,4 triệu lượt khách du lịch quốc tế và khách nội địa đến tham quan, so với cùng kỳ năm trước tăng 108%, đạt 95% kế hoạch năm. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch khoảng 2.280 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng gần 133%. Có được kết quả trên ngay từ khi dịch COVID-19 được kiểm soát, các đơn vị hoạt động kinh doanh du lịch trong tỉnh đã tập trung đầu tư chỉnh trang, nâng cấp cơ sở vật chất để đón tiếp phục vụ khách du lịch. Bên cạnh đó, tỉnh Hòa Bình đã tổ chức triển khai nhiều chương trình hoạt động kích cầu du lịch, đẩy mạnh giới thiệu quảng bá hình ảnh du lịch Hòa Bình. Những tháng còn lại của năm nay, tỉnh Hòa Bình tiếp tục triển khai các hoạt động trong chương trình kích cầu du lịch năm 2022, đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch để thu hút khách cũng như đáp ứng nhu cầu phục vụ khách du lịch. Thời gian qua, phong trào thi đua dân vận khéo là một trong những nhiệm vụ quan trọng được cấp ủy chính quyền huyện Lạc Sơn tập trung thực hiện, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Tính đến nay, toàn huyện đã xây dựng 372 mô hình dân vận khéo, trong đó 81 mô hình về phát triển kinh tế, 115 mô hình về văn hóa xã hội, 159 mô hình quốc phòng an ninh và 17 mô hình xây dựng hệ thống chính trị. Các mô hình được xây dựng dựa trên nhu cầu nguyện vọng và được nhân dân đồng tình ủng hộ, sát với điều kiện thực tế của từng nơi. Phong trào thi đua dân vận khéo được đẩy mạnh, thực hiện, đã góp phần thúc đẩy các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tạo phấn khởi đồng thuận xã hội. Ngày 19 tháng 10 năm 2022, Công đoàn Ngành Công Thương tỉnh Hòa Bình phối hợp cùng Công đoàn Công Thương Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức lễ bàn giao nhà máy ấm công đoàn cho chị Nguyễn Thị Huyệt, đoàn viên công đoàn, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành Sơn. Gia đình chị Huyệt có 5 nhân khẩu, chồng là lao động tự do, công việc không ổn định. Chị chồng sức khỏe yếu, không có việc làm và hai con còn nhỏ. Cả gia đình sống chủ yếu dựa vào mức thu nhập của chị Huyệt. Được sự hỗ trợ của Công đoàn Công thương Việt Nam, đến nay sau hơn 2 tháng khởi công xây dựng, chị Huyệt đã có một ngôi nhà mới khang trang với diện tích 60m², tổng kinh phí xây dựng trên 150 triệu đồng. Trong đó, Công đoàn Công thương Việt Nam hỗ trợ 50 triệu đồng và số tiền còn lại được chị Huyệt tiết kiệm và vay mượn cùng sự giúp đỡ của anh em, bạn bè, đồng nghiệp, giúp gia đình đoàn viên Nguyễn Thị Huyệt ổn định chỗ ở, yên tâm công tác vươn lên trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài liên tục, chỉ có điểm khởi đầu chứ không có kết thúc. Vì vậy, sau khi đạt chuẩn huyện nông thôn mới, huyện Lương Sơn tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ vững, nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí huyện nông thôn mới theo hướng bền vững, đồng thời tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Phản ánh của phóng viên thời sự. Huyện Lương Sơn được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Thời gian qua, để giữ vững, nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện Lương Sơn tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ, đi vào chiều sâu, giữ vững các tiêu chí và triển khai kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao đến 10 trên 10 xã. Công tác tuyên truyền được các cơ quan đơn vị, các cấp chính quyền địa phương từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh, tạo sự đồng thuận trong toàn huyện. Thì theo như cái tinh thần chỉ đạo thì chúng tôi phải cố gắng phấn đấu đến năm 2024 thì sẽ xây dựng xã
đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hiện nay thì trước mắt là chúng tôi sẽ phải cố gắng là tập trung để mà tiếp tục là huy động các cái nguồn lực tại chỗ, rồi cũng như là kiến nghị với các cấp các ngành để quan tâm đầu tư các cái điều kiện về cơ sở vật chất hạ tầng và các cái tiêu chí mềm ở trong cái xây dựng nông thôn mới, để cố gắng để phấn đấu để năm 2024 thì sẽ đạt, và từng bước là hàng năm thì chúng tôi cũng sẽ có xây dựng lộ trình cho từng cái nội dung để mà hoàn thiện được cái chương trình này trên địa bàn. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, huyện Lương Sơn phấn đấu 3 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 7 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Để thực hiện các mục tiêu đề ra trong cả giai đoạn, thời gian qua, huyện Lương Sơn đã tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh, tập trung huy động nguồn lực đầu tư nâng cao các tiêu chí như xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, hệ thống điện đường trường trạm được đầu tư khang trang, xây dựng cảnh quan môi trường, các mô hình phát triển kinh tế được nhân rộng và có sự thay đổi về tư duy sản xuất, đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân được nâng cao. Hiện nay, huyện Lương Sơn đã có 4 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao, gồm Lâm Sơn, Nhuận Trạch, Hòa Sơn và xã Thanh Cao. Để đạt được cái chỉ tiêu và cũng như là kế hoạch giao, thì đối với cơ quan thường trực để tham mưu cho ban huyện rà soát đánh giá từng tiêu chí và có lộ trình đối với các xã phấn đấu từ nay đến năm 2025 xã nào đạt nông thôn mới kiểu mẫu nâng cao, để huy động nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng cũng như là cái kinh phí để hỗ trợ phát triển sản xuất, đặc biệt là về cái nâng cao đời sống an sinh xã hội của các xã, các hộ dân, để đảm bảo cho đạt cái tiêu chí, để cái tiêu chí theo quy định của giai đoạn 2021-2025. Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu là nhiệm vụ quan trọng của huyện Lương Sơn, tạo bước đệm để 7 trên 11 xã thị trấn nằm trong khu vực mở rộng đô thị phấn đấu trở thành đơn vị hành chính cấp phường khi huyện được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại 4 và trở thành thị xã vào năm 2025. Vì vậy, huyện Lương Sơn tập trung huy động nguồn lực đầu tư gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần cải thiện đời sống vật chất tinh thần nhân dân, tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, khơi dậy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đề cao tính dân chủ để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ, lấy phát triển kinh tế làm đòn bẩy để nâng cao thu nhập cho người dân. Trong đó, chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng nhóm ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Thưa quý vị và các bạn, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác quốc phòng quân sự địa phương. Ban chỉ huy quân sự các cấp trong tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền, cơ quan ban ngành đoàn thể của địa phương triển khai thực hiện đầy đủ các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Yên Thủy. Nhận thức rõ về trách nhiệm của bản thân khi tham gia nghĩa vụ quân sự, anh Phạm Anh Quân sinh năm 2004 ở xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy đã viết đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện năm 2023. Trước đó, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Quân đã có định hướng cho bản thân là sẽ tham gia nghĩa vụ quân sự. Trước quyết định này, những người thân trong gia đình đã động viên Quân cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ thiêng liêng của mình đối với quê hương và tổ quốc. Xã tuyên truyền và bố mẹ và gia đình ủng hộ, cháu đã quyết định viết đơn để nhập ngũ để bảo vệ tổ quốc, đi nghĩa vụ để giúp con người hoàn thiện bản thân và vững chắc hơn. Năm 2022, huyện Yên Thủy có 109 tân binh lên đường nhập ngũ và 23 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Để công tác tuyển quân năm 2023 tiếp tục đạt chất lượng hiệu quả, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các xã thị trấn trên địa bàn huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cho các tầng lớp nhân dân. Trước hết là thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ nâng cao nhận thức, nắm vững những nội dung cơ bản của luật nghĩa vụ quân sự, các văn bản liên quan đến công tác tuyển quân. Công dân mà đủ điều kiện khám tuyển tại huyện thì gồm 25 công dân, thì vượt chỉ tiêu là 1 công dân, đảm bảo về sức khỏe. Bên cạnh cái nhiệm vụ mà tuyển quân, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ thì công tác phát triển đảng trong thanh niên nhập ngũ cũng luôn được cấp ủy chính quyền đặc biệt quan tâm, chú trọng. Ngay sau khi mà có cái kết quả sơ tuyển thì ban chỉ huy của thị xã cũng tham mưu cho hội đồng nghĩa vụ nhân xã đã lập danh sách những cái công dân mà ưu tú, trong số 25 thì có 10 công dân đã học qua cái lớp bồi dưỡng kết nạp đảng để sẵn sàng khi mà đủ điều kiện nhập ngũ thì những công dân này kết nạp đảng và đứng trong hàng ngũ của đảng.
các xã thị trấn đã tiến hành đúng quy trình đăng ký quản lý nguồn sơ tuyển xét tuyển đảm bảo dân chủ công bằng, đúng luật nghĩa vụ quân sự. Trong đó, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền ra nghị quyết lãnh đạo chỉ thị kế hoạch, thực hiện công tác đăng ký, thống kê và tổng hợp báo cáo đúng thời gian quy định. Đến nay, toàn huyện đã cơ bản thực hiện xong bước sơ tuyển và khám tuyển, trong đó số công dân đủ điều kiện sơ tuyển là 366 công dân, số công dân đủ điều kiện gọi khám tuyến huyện là 299 công dân, đạt 100% theo kế hoạch. Chất lượng quân cao hơn so với năm 2021 về cả sức khỏe, trình độ văn hóa và tiêu chuẩn chính trị. Công tác tuyển quân thì là nhiệm vụ chung của lực lượng vũ trang cũng như của địa phương. Do vậy là hàng năm chúng tôi đã tham mưu cho huyện xây dựng kế hoạch, trước hết là phải họp được hội đồng nghĩa vụ quân sự để ban hành các quy định văn bản để tiến hành là thông báo đến cơ sở và triển khai đến tận từng địa phương, từng cơ sở. Đối với những cán bộ làm công tác tuyển quân tuyển sinh phải nắm chắc về luật và ban hành các văn bản tham mưu cho Đảng ủy chỉ huy cũng như báo cáo với bên sở ban ngành của huyện và thành lập các hội đồng nghĩa vụ. Theo kế hoạch, huyện Yên Thủy tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự cấp huyện từ ngày mùng 1 đến mùng 3 tháng 11 năm 2022, đồng thời tích cực chuẩn bị các bước còn lại phục vụ tốt công tác tuyển quân năm 2023. Mục sự kiện và bình luận tuần này đề cập đến giải pháp chống lạm thu trong trường học. Chi tiết về nội dung này sẽ có trong chương trình thời sự 19 giờ 45 phút tối ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Tiếp ngay sau đây là bản tin dự báo thời tiết cho ngày hôm nay. Dự báo thời tiết tỉnh Hòa Bình. Khu vực thành phố Hòa Bình nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ 16 đến 21 độ. Khu vực phía Nam tỉnh nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ 16 đến 21 độ. Khu vực phía Tây tỉnh nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ 16 đến 21 độ.